Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sirius độ bao xé gió với EZ Uma Racing đi kịp Austin đồ chơi cực gắt. Sirius, một mẫu xe phổ thông mang thiết kế là không ấn tượng lắm, nhưng bù lại động cơ bền bỉ mạnh mẽ, được dùng để làm phương tiện đi lại là chính. Tuy nhiên, Sirius vẫn được các baker chú ý đến và được lựa chọn làm con chiến mã để phát triển những niềm đam mê của mình với những bản độ cực kỳ đẹp, mang những phong cách là khác nhau từ nhàn đâm hổ, dẫn chứng là cái chiếc Sirius đầu kiển bên dưới đây. Góc này sẽ được chụp trước cổng trường đại học là Khánh Hòa, có thể được thay đổi rất nhiều chi tiết những món đồ chơi trên xe, nhưng chủ xe vẫn giữ cho em nó bộ áo RC nguyên thủy với cái gam màu xanh làm chủ đạo chính, phối cùng với cái viền đỏ đậm chất thau. Đi kèm đó là những món đồ chơi kiển làm cho em nó thêm những chút hiệu năng thực thụ cho xe. Góc này được cái sự xuất hiện của cụm thắng Crazy Boy đi kèm cùng với cái tay CIC. Mẫu cụm này sẽ cho lực bóp là dịu nhẹ, dứt khoát, có cấu tạo từ carbon siêu nhẹ. Bên cạnh đó là combo bao tay, cụm tăng và công tắc thương hiệu của Domino. Cụm tăng có hành trình ga ngắn hơn, giúp xe tốc nhanh hơn rất nhiều. Đồng hồ zin được thay thế bằng đồng hồ của Casio Exeter 2010, đã được chế bợ một cách tỉ mỉ. Cái đồng hồ này tích hợp rất nhiều chức năng hiện đại cũng như là báo giờ, đo volt, nhiệt độ, hiển thị cái dạng LCD nhiều màu sắc, mang lại cái sự thích thú cho người xem. Bên cạnh đó đã được cái Uma Racing gồm 4 map mặc định sẵn có, chỉnh bằng remote. Vòng tua cao nhất có thể đạt được là 15.000 vòng trên phút, giúp tăng công sức và mô men xoắn ở mỗi vòng tua. Ga cuối cút ngắn hành trình và sâu hơn. Ưu điểm cái chỗ remote là có thể đặt song song ngay đồng hồ chính, dễ dàng thao tác chỉ bằng một cái đít nhẹ. Dù không phải là mẫu xe gì bằng cấp độ, nhưng chủ nhân vẫn trang bị trợ lực Matrix với hành trình ti là 69mm. Việc trang bị mẫu trợ lực này giúp cho xe ổn định lái nhiều độ cao. Việc gắn màn chỉnh nó cũng rất phức tạp, bắt buộc phải khoét nhẹ phần nhựa sao cho có khoảng cách hợp lý là được. Độ nặng nhẹ của tay thắng phụ thuộc vào cái núm chỉnh 16 nấc. Chàng chân trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều trong mắt người xem với cái mâm Race Boy màu bạc, mang lại sự thể thao đầy cứng cáp cho xe. Mẫu mâm này thường xuất hiện trên những dòng xe để chạy sân. Hệ thống phanh được nâng cấp mạnh với điện của Gaffer, KTM, đi kèm cái lồng nhôm CC kết hợp cùng heo xin, sơn đen, Fargo Rainbow qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC, gia công từ máy mới gắn hoàn chỉnh được với kích thước đĩa lên tới là 260mm. Góc này thiết ốc bông lửa Salaya đi kèm ốc roti, cần số 2 chiều cấu tạo từ nhôm CC, thương hiệu của Katet. Chân chống zin cũng được thay thế bằng cái chân chống CC, có trước cao hơn rất nhiều. Hệ thống chống sau thương hiệu của YS cho độ nhúng im ải hơn rất nhiều. Đây là cái cảm nhận thực thụ khi các biker chơi cái mẫu cục này. Đối với người xem thì nó hướng tới một phong cách là kiển cũng như cái sự cứng cáp, với ti và là for, ti và cái lò xo kích thước là lớn zin. Lớp zin cũng được thay thế bằng lớp Michelin Frost Sheet cho độ bóng đường tốt hơn. Exeter 100 độ đầy cứng cáp đi kèm hơi thở như chờ gầm. Các chiếc Exeter 100 4 số không bao giờ lỡ thời khi còn rất nhiều bạn trẻ tìm cái dòng xe này trong cái sự đam mê chơi bóng. Nhiều người còn cưng chiều cái cục vàng của mình hơn khi được đồ lại vì món đồ chơi chất. Tổng thể chiếc xe được giữ nguyên theo nhà sản xuất, tem được dán lại thêm cái chút tính thể thao. Đi kèm đó là vô số những món đồ chơi xinh xinh đi kèm như là tay con, tay thắng của Rebel, kính của Rismatomoc v.v. Còn nhiều món đồ chơi khác nữa hiện ở bên dưới. Vỏ bột City chụp có CC, cái đĩa của Gaffer, mang cá CC, phục bình dầu rời cái tem hoa liên độc đáo. Full ốp lốc máy, số gãy Spark Power, cái bộ RM đầy của lực và cá tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi này là tiếp, nhớ like, subscribe. We'll be right back.